Nga công bố lời khai thủ phạm tấn công Moscow. RIA nêu giả thiết liên quan tới Ukraine về chiêu mộ khủng bố. Tại phiên tòa ở Moscow, bốn tên khủng bố đã lần lượt khai nhận hành vi của mình. Hai trong số chúng đã hé lộ cách thức được tuyển mộ. Tờ The Guardian đưa tin, bốn nghi phạm tiến hành vụ khủng bố đẫm máu tại Krokus City Hall ngày 22 tháng 3 đã được áp giải tới tòa án ở Moscow. Hãng tin RT của Nga cho biết, những nghi phạm này đều được xác định là công dân Tajikistan, Tại phiên tòa ngày 24 tháng 3, bốn tên này đã lần lượt khai nhận hành vi khủng bố của mình. Cách thức chúng được tuyển mộ để tiến hành vụ khủng bố cũng được hé lộ. The Larry Mijoev, 32 tuổi, công dân Tajikistan, đã lập gia đình có bốn con. Từng nhiều lần vi phạm luật di cư của Liên bang Nga và nằm trong tầm ngắm cơ quan thực thi pháp luật từ năm 2011. 2011, Mijoev bị giam giữ vì vi phạm luật di cư và bị đưa vào trung tâm giam giữ tạm thời trước khi bị trục xuất. Tuy nhiên, trong thời gian này, Mizraev đã bỏ trốn, không rời khỏi Nga theo đúng thời hạn quy định. Trong phiên thẩm vấn đầu tiên tại tòa, Mizraev khai rằng trước vụ tấn công khủng bố Krokus hắn lưu trú tại một nhà nghỉ trên đường cao tốc trong 15 tới 20 ngày. 10 tới 20 ngày trước khủng bố, Mizraev đã liên hệ với một người qua tin nhắn và than thở rằng mình không có việc làm. Ngày 2 tháng 3, cùng với ba tên khủng bố khác, Mijoev đã lái ô tô đến Kolokush và bắt đầu xả súng vào những người trong bãi đậu xe. Tiếp đó, khi tiến vào bên trong tòa nhà, chỉ trong vòng 15 phút, Mijoev và các đồng phạm đã bắn chết hàng chục người. Sau khi lửa bắt đầu bùng lên ở Kolokush City Hall, hắn đi vòng quanh và dùng dao kết liễu những người bị thương. Krami Murodali Rajabali Zoda 30 tuổi, công dân Tajikistan, đã kết hôn và có con. Chưa học hết cấp 2 và chưa từng làm việc ở đâu. Tại tòa, Racha Balizoda khai rằng hắn không nhớ mình đã đăng ký tạm trú ở đâu tại Nga. Tuy nhiên, theo đài RT, Racha Balizoda đã đăng ký tạm trú tại một căn hộ trên phố Inachianaya ở Podolsk, vùng Moscow. Năm 2018, Racha Balizoda từng bị phạt 5.000 rub do vi phạm các quy định lưu trú ở Nga, vượt quá thời hạn 90 ngày lưu trú. Theo án phạt, Racha Balizoda phải tiến hành các thủ tục rời khỏi Liên bang Nga dưới sự giám sát các cơ quan chức năng, nhưng hắn đã không thực hiện. Trong vụ khủng bố ngày 22 tháng 3, Raja Balizoda đã dùng một khẩu súng máy bắn vào những người đang nằm trên sàn phòng hòa nhạc và dọc hành lang Krokus ở cự ly gần. Hắn khai nhận đã cùng đồng bọn ném vũ khí mang theo trên ô tô xuống đường trước khi bị lực lượng an ninh Nga ở vùng Bryan bắt giữ. Fariduni Shamsidin 25 tuổi, công dân Tajikistan, đã kết hôn và có con 8 tháng tuổi, từng làm việc ở một nhà máy tại Borosh. Trong phiên thẩm vấn đầu tiên, Shamsidin khai nhận rằng hắn tiến hành vụ xả súng tại Krokus vì tiền một người đã liên hệ với Shamsidin qua Telegram hứa cung cấp sẵn vũ khí và sẽ trả hắn nửa triệu rúp nếu tiến hành vụ tấn công. Shamsidin cho biết hắn có một tháng để chuẩn bị cho vụ tấn công khủng bố, đồng thời khai nhận đã xả súng vào các nhân viên và quan khách tại Krokus City Hall trong ngày 22 tháng 3. Fajob Joki Chonovic, 19 tuổi, công dân Tajikistan, học hết cấp 2, đang độc thân thất nghiệp tạm thời. Trước đó, Joki Chonovic được thuê làm tại một tiệm cắt tóc ở Ivanovo, Tây Bắc Moscow. Hắn làm việc ở đó 2 tháng thì nghỉ và chuyển đến thành phố khác. Tại tòa, Joki Chonovic khai nhận hắn đã thay mặt cho những kẻ khủng bố quay một đoạn video phát tán trực tuyến. Theo RT, nhiều khả năng Jokić Chonovic chính là kẻ đã lái chiếc xe chở ba tên khủng bố khác chạy trốn sau khi tiến hành vụ xả súng Chris City Hall và tông vào một bé trai 8 tuổi trên đường di chuyển. Do tình trạng sức khỏe, Joki Chernovic được đưa tới tòa bằng xe lăn, trên người có gắn ống thông và buồn tiểu. RT cho biết sau khi bị bắt, Joki Chernovic đã trải qua cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Bryans. Cáo buộc về đại sứ quán Ukraine ở Tajikistan. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời đại tá về hưu Batia Rakhonov của Nga, đồng thời là một sĩ quan đặc nhiệm cáo buộc rằng quá trình tuyển mộ khủng bố đã được tiến hành thông qua đại sứ quán Ukraine ở Tajikistan. Theo ông Rakhonov, vào tuần trước vụ khủng bố, trên website của cơ quan ngoại giao Ukraine đã xuất hiện thông tin về việc mời người nước ngoài tham gia quân đoàn quốc tế. Đại sứ quán Ukraine cung cấp đầy đủ thông tin lên là các ứng viên tiềm năng chỉ cần viết thư hoặc gọi điện. Rakhmonov cho biết ông liên tục theo dõi những thông báo như vậy trên trang web của Đại sứ quán Ukraine. Từ năm 2014, các nhà ngoại giao Ukraine đã vài lần đăng những thông báo tương tự, nhưng sau khi Bộ Ngoại giao Tajikistan can thiệp, họ đã gỡ bỏ chúng. Theo luật của quốc gia, việc công dân Tajikistan tham gia vào xung đột trên lãnh thổ và các quốc gia khác là hành vi phạm tội hình sự. Sau khi cung cấp cho RIA Novosti, ảnh chụp màn hình thông báo từ trang web của Đại sứ quán, ông Rakhomonov nói rằng những lời kêu gọi cuối cùng đối với người nước ngoài đã xuất hiện trên trang web đại diện ngoại giao của Ukraine vào ngày 9 và 18 tháng 3. Trong đó thông báo xuất hiện vào ngày 18 tháng 3 chỉ hiển thị trên đó không quá 2 ngày và hiện tại đã bị xóa bỏ. Tuy nhiên, cho tới nay, chính phủ Ukraine đã đưa các tuyên bố bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này có liên quan tới vụ khủng bố ở Krokus City Hall. Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ, Chúng tôi coi những cáo buộc như vậy là một hành động khiêu khích có kế hoạch của Điện Kremlin nhằm tiếp tục đẩy làn sóng cuồng loạn chống Ukraine trong xã hội Nga. Tạo điều kiện để tăng cường huy động công dân Nga tham gia vào cuộc chiến chống Ukraine và làm mất uy tín của Ukraine trong mắt cộng đồng quốc tế. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, Ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố. Mọi thứ trong cuộc chiến này sẽ chỉ được quyết định trên chiến trường. Hơn 20 phút kinh hoàng trong nhà hát Nga bị tấn công khủng bố. Tối 22 tháng 3, hàng nghìn người yếu nhẫm nhạc tới nhà hát Krokus City Hall ngoài ô Moscow để xem ban nhạc rock picnic biểu diễn mà không biết rằng những kẻ khủng bố chuẩn bị tấn công. Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu lúc 20 giờ, rất đông người đã tập trung trong khán phòng 6.200 chỗ ngồi của nhà hát Krokus City Hall. Picnic là ban nhạc rất được yêu thích ở Nga, được thành lập năm 1978 và kết hợp giữa rock đương đại với rock truyền thống của nước này. Theo truyền thông Nga, gần như toàn bộ vé của sự kiện đã được bán hết. Nhà hát nằm trong khu vực rộng lớn, cách điện Kremlin, gần 20 km, tại một thành phố tương đối yên bình. Thảm kịch khủng bố đẫm máu nhất tại Nga trong 20 năm qua bắt đầu lúc khoảng 19h50, khi nhóm 4 người đàn ông mặc quần áo ngụy trang tới Colorado City Hall trên một chiếc xe Renault màu trắng, theo kênh truyền hình Nga Ivestia nhóm nghi phạm mang súng trường AK tiến vào nhà hát, nã đạn vào bất cứ ai gặp trên đường, từ lực lượng bảo vệ cho đến lễ tân tòa nhà. Bảo vệ ở Korokov City Hall không được trang bị vũ khí và an ninh ở đây, không nghiêm ngặt như các cơ sở ở trung tâm Moscow. Một trong số bốn bảo vệ nói với các đồng nghiệp của ông đã trốn sau một tấm biển quảng cáo. Những kẻ tấn công chỉ cách chúng tôi 10 mét. Chúng bắn bừa bãi vào những người ở tầng 1, bảo vệ này cho biết. Kẻ đi đầu nã đạn vào những người đứng đầu gần cửa ra vào của nhà hát. Kẻ tấn công thứ hai cũng đã bắt đầu nổ súng, trong khi tên thứ ba đeo ba lô bình thản bước vào. Tên thứ tư đưa vũ khí cho đồng đội rồi cùng đi qua cửa giò kim loại đã không còn bảo vệ để tiến vào về khán phòng. Một người phụ nữ cùng con gái 11 tuổi lúc đó đang mua kem tại quán cà phê gần lối vào. Họ nghe thấy tiếng nổ như tiếng phá và ai đó nằm xuống sân nhà. Chúng tôi nhanh chóng nằm xuống và dùng bàn, ghế dựng rào chắn. Một số người bị thương chạy đến chỗ chúng tôi, bà nói với BBC. Phía trong khán phòng, một số người nghĩ rằng những tín nổ này là một phần hiệu ứng của buổi biểu, biểu diễn bởi sự kiện chuẩn bị bắt đầu một số lại nghĩ rằng đó là tiếng động từ hoạt động thi công bởi một số công trình gần đó đang được tháo rỡ. Nhưng đến 20 giờ 03, các tay súng xông vào nhà hát và nổ súng. Một số người mặc quần áo màu nâu xuất hiện, bắn bừa bãi vào khán giả. Tôi không biết họ là ai, khủng bố hay là quân nhân. Nhưng ảnh ra, đếp remote chứng kiến vụ tấn công từ tầng 2 khán phòng kể lại. Khán phòng lập tức trở nên hỗn loạn, khán giả dẫm đạp lên nhau để chạy về lối thoát hiểm. Một số người nằm dạp xuống giữa các hàng ghế, số khác chạy vào trong sân khấu hoặc tìm lối thoát ở tầng trên do cửa thoát hiểm chính đã bị nhóm tay súng án ngữ. Video do một người sống sót ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội Nga cho thấy một nhóm khán giả tìm cách mở cửa thoát hiểm trong tuyệt vọng. Người này nói với bạn mình rằng cửa đã bị khóa và họ phải tìm cách khác để trốn ra ngoài. Trong lúc các nạn nhân tìm cách chạy trốn, bốn tay súng đi dọc giữa các hàng ghế trong nhà hát, nã đạn và bất cứ ai trong tầm mắt. Những tiếng la hét thất thanh và đau đớn vang lên, chìm trong tiếng súng không ngớt. Chúng tôi chạy về phía sau rèm và gặp một nhân viên Krokus mặc áo đồng phục hướng dẫn lối thoát ra bãi đỗ xe một phụ nữ kể lại. Cô thuộc nhóm tìm lối thoát tầng trên bất thành và buộc phải vòng xuống trở lại. Bà Elena, 61 tuổi cho hay, một người đàn ông bất ngờ nhảy bổ về phía kẻ khủng bố đang đứng giữa hàng ghế, cướp vũ khí và mang súng đánh gục tên này. Hành động dũng cảm của người đàn ông giúp hàng chục nạn nhân thuận lợi chạy trốn qua lối thoát hiểm, trong đó có bà Elena. Tuy nhiên bà sau đó không nhìn thấy người đàn ông này nữa và tiếng súng tiếp tục vang lên trong khán phòng. Một nam khán giả nói những kẻ tấn công ném bom xăng và mọi thứ bốc cháy. Một số thông tin cho rằng nhóm khủng bố mang theo vài can xăng tới khắp nơi rồi châm lửa đốt. Trước khi lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát chống bạo động tới hiện trường, những kẻ tấn công đã rời khỏi nhà hát Crocus City Hall trên chiếc Renault màu trắng để tẩu thoát lúc 20h13. Toàn bộ vụ nổ súng phóng hỏa diễn ra trong hơn 20 phút nhưng đã khiến ít nhất 137 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương. Theo các nhân chứng, ngọn lửa nhấn chim toàn bộ tầng trên khu phức hợp nhà hát Krokus. Lính cứu hỏa không thể dập tắt đám cháy từ mặt đất vì nguy cơ còn có các tay súng bên trong. Họ sử dụng trực thăng để chút khoảng 160 tấn nước kiểm soát ngọn lửa khoảng 22 giờ, gần như toàn bộ mái của nhà hát Krokus bị sập. 0 giờ 55 ngày 23 tháng 3, lực lượng cứu hỏa khoanh vùng được ngọn lửa. Trực thăng cứu hỏa rời khỏi hiện trường vào 6 giờ, song đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Phiến quân nhà nước hồi giáo IS tự xưng nhận trách nhiệm và công bố video thực hiện vụ tấn công. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố truy lùng và xử lý những kẻ khủng bố, nhưng không đề cập tuyên bố của IS. Cảnh sát Nga lập tức tung quân tuần tra trên mọi con đường, tăng cường kiểm soát các cửa khẩu, sân bay để truy lùng nghi phạm. Hàng chục xe cứu thương, xe cứu hỏa cùng cảnh sát, vệ binh quốc gia, đặc nhiệm, nhân viên Ủy ban điều tra Liên bang Nga có mặt tại nhà hát Krokus để cứu nạn.